Bây giờ sẽ là 10 giây để các bạn xây dựng chiến thuật cho riêng mình. Xin mời ạ. Các bạn đang nhìn thấy bảng câu hỏi và hãy xây dựng ra cho mình một chiến thuật riêng cùng với những con số mà các bạn tự tin nhất. Thời gian đã kết thúc rồi. Và các bạn hãy ghi nhớ, trò chơi này là trò chơi của bản lĩnh, của trí tuệ và của chiến thuật. Và bây giờ